Tại sao cháu cô Hằng mà cô Trinh lại đưa ra sân bay? Em nói thật với cán bộ nha, con Hằng á là bồ của con cha quan, đi ngủ với nhau ở khách sạn suốt à. Bởi vậy tôi mới nói, tới giờ lên máy bay á không có cô ta, tôi mới nhờ con Trinh nó đi giùm. Mấy anh á còn làm lính tôi sợ á, tới giờ á nó không dám trở về nữa kìa. Lính của anh là người gọi xe taxi, chống người thi hành công vụ. Nó làm bảo vệ, con Trinh đi một mình á, tôi thấy nó sợ. Bởi vậy tôi nói nó đi cùng cho con Trinh nó an tâm. Anh đọc kỹ lại rồi sau đó ký vào biên bản. Dạ. Thưa cán bộ, con Trinh nó vô tội, cán bộ làm ơn xem xét lại, tội nghiệp nó quá mà cán bộ. Thôi được rồi, anh về đi. Dạ cảm ơn cán bộ, em về. Theo những lời khai ta có, vậy là chỗ này cũng vậy. Anh nghĩ em phải bắt đầu từ đây, như vậy chúng ta mới có được kết quả tốt. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ngồi đi. Dạ. Có gì mới từ Hằng Cha Hoàng rồi, đồng chí Vĩnh? Thưa thủ trưởng, thưa các đồng chí, đúng như ta dự đoán, việc Hoàng giúp người đi lao động là đúng luật. Ông Quang chịu trách nhiệm về việc đưa người đi không đúng tuổi. Cô Hằng là người trực tiếp đưa hai đứa nhỏ cho ông Quang làm danh sách. Cô ta là mấu chốt của vụ án. Tôi tin rằng đằng sau chúng phải có người chỉ đạo, mà người này không tầm thường đâu nha. Như vậy là chúng ta phải thả cô Trinh. Đồng chí nói đúng. Thủ trưởng, là lỗi của tôi, tôi đã quá hối thúc đồng chí Hưng. Đồng chí Thủy không nên nhắc chuyện này nữa. Nếu tôi là Hưng, nếu gặp trường hợp như vậy thì tôi cũng làm. Rõ ràng là chúng ta đã cứu được hai cháu bé khỏi bọn buôn người. Tuy chúng ta chưa bắt được tên trùm, nhưng chúng ta đi đúng hướng, và chúng ta đã ngăn chặn được tội ác, làm thủ tục thả Trinh ra và cho trinh sát theo dõi nha. Thưa, tôi sẽ tiếp tục theo dõi cô ta. Đồng chí bị lộ rồi, để tôi sẽ cử người khác. Tôi nghĩ tai qua ngoài gái mua chuột, anh ta còn giấu ta điều gì đó. Còn ai đứng đằng sau khống chế không? Các đồng chí suy nghĩ thêm coi. Dạ, tôi cũng nghĩ như vậy. Riêng Hằng, ta sẽ tìm bằng được. Đây là một móc xích rất quan trọng. Bao nhiêu vậy anh? 20.000 cô. Dạ, cảm ơn cô. Nè, đi nè. Biết đi con gì giờ? Ê, mới bị công an Vĩnh giờ xuất hiện kìa. Đâu? Tự mày. Đó, ha. Đó. Trời ơi Trinh, mới có một ngày á mà coi em kìa. Ngồi xuống đi em. Cho em một ly nước. Em sợ lắm chị ơi. Ừ chị biết rồi. Uống nước đi em.
Thôi kệ nó đi, mình đến tiếp. Em đi. Cứ bình tĩnh. Vô trọng có bị đại bàng cho đi tàu bay ngầm không vậy? Con này im đi, nói gì bị bạ không à? Ừ, nhìn cái mặt này mà không cho đi tàu bay ngầm mới là lạ đó. Trời ơi, thôi mày đi giùm tao đi, đừng có ở đây nó bị nó bạ nữa. Nhéo đâu muốn chết à? Đi tới đi mày. Trời ơi, nãy giờ đợi hoài. À mà hồi nãy á, Mẫu Hoàng tìm gặp em có chuyện gì gấp đó, không biết là chuyện gì nữa. Thôi mình đi em. Trời ơi, Trinh. Má tưởng vài ngày nữa con mới được về. Con không hiểu sao họ thả con ra. Tụi nó có đánh con không? Dạ không. Tốt rồi, vậy là quá tốt rồi. Bây giờ qua nè. Dạ. Con đưa con Trinh á về nhà trọ tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi cứ ở nhà trọ nghe chưa. Khi nào á má gọi á con hãy nghe, nghe chưa con? Con biết rồi. Đưa đi liền đi con. Dạ. Lo cho nó nha. Dạ. Khoan khoan con. Dạ. Ngồi xuống má biểu. Xuống. Một điều chắc chắn, thế nào nó cũng bị công an theo dõi, chứ không dễ gì mà nó thả sớm vậy đâu. Cái gì ghê vậy má? Ừ, đợi má chút xíu. Nè con, con đưa cho con Trinh đi. Nhớ nha, nói là ông chủ cho nghe chưa. Dạ. Đêm nay á, khoảng 1-2 giờ gì đó mày đưa nó ra xe đò cho nó về quê, không được để công an biết quê nó đâu nghe chưa. Dạ má. Còn con có được gì không má? Mày á, mày quá đáng lắm nghe chưa, tối ngày chia tiền với bạc hoài quỷ cái. Nè bấm nút biến đi, về tới nhà trọ có ai theo dõi hay không nhớ điện cho má nghe chưa. Con biết rồi. Đi đi con, đi đi. Hai người đẹp đi nữa hả? Hai người đi đâu phải không? Lại là anh hả? Dạ. Vậy đi cả hai người luôn hả? Anh có thể chở hai được không? Dạ được. Công an mà bắt thì hết tiền mua gạo đấy nha. Không sao, cô lên đi. Đi em. Làm gì vậy? Má Hoàng dặn công an đang theo dõi em đó, nên phải cẩn thận nha.
Em sợ quá chị Hoa ơi. Thôi em đi rửa mặt rồi thay đồ đi. Ra đây chỉ có chuyện quan trọng muốn nói với em đó. Dạ. Trời, không ai theo dõi đâu mà chị. Mày á, kỳ y thôi. Rồi có ngày coi chừng đó. À, ông chủ á, cho mày 1,5 triệu nè. Ủa, sao chị cho em nhiều quá vậy? À, ông nói á, đêm nay là mày phải ra bến xe để về quê. Trời, ông chủ đuổi em. Ừ, ông nói mày làm hỏng việc hết, bị lộ tùm lum hết trơn. Mày phải về quê nhanh, không thì công an bắt mày nữa bây giờ á. Trời, thật không vậy chị? Ừ. Bộ mày không thấy từ nãy giờ á, tao phải nhìn ra ngoài đường suốt hay sao vậy? Tao sốt ruột quá. Thôi, mày nghỉ ngơi, ăn uống. Ăn cái gì để tao mua cho, bữa nay tao bao. Nhưng mà em... không có nhân nhị gì hết đó, nghe chị đi nha. Má Hoàng nói cấm không cho con Trinh điện thoại cho bất kỳ người nào hết á, nhớ nha. Chị làm em sợ quá chị Hoa. Mày á, biết sợ thì phải nghe lời tao chứ. Cất tiền á rồi đi tắm rửa đi. Alo, tụi con về đến chuồng rồi. Không có ai theo cản đường hết á. Ủa chị nói chuyện với ai vậy? À, má Hoàng á. Má nói là hỏi thăm hai chị em mình coi thử có công an theo dõi không. Em uống nước đi. Dạ em cảm ơn. Anh có biết rõ về cô Trinh không? Cô ta làm cùng quán với Diễm Hằng mà. Vậy có nghĩa là cả cô ta và Hằng đều dưới sự chỉ đạo của Hoàng? Có thể. Anh có nghĩ là Diễm Hằng làm việc này dưới sự chỉ đạo của ai khác nữa không? Anh cũng không biết nữa. Mấy ngày nay anh không gặp Hằng. Thực sự anh luôn dây dứt và ân hận vì đã dính vào cô ta. Chúc mừng anh đã nhận ra được sai lầm. Nhưng Thanh chưa chịu tha thứ cho anh. Em chưa có gia đình nên chưa biết. Nhưng Thanh cần một thời gian anh Quang à. Lạnh lùng, xa lánh, rồi bồng con về nhà ngoại. Không có vợ con bên cạnh, anh mới thấm thía mọi sự. Giờ anh không biết phải làm sao nữa. Chẳng thà Thanh cáo gắt, chửi bới, đập phá cái gì đó, đằng này Thanh cứ âm thầm lặng lẽ. Học xong lớp 12, Thanh đã vướng bận chuyện chồng con. Thanh không giao tiếp với xã hội nhiều. Sự quan tâm duy nhất của cô ấy là anh và bé Bông, cho nên bị hụt hẫng chút thôi. Anh làm tổn thương Thanh nhiều quá. Hay là anh thử tìm cho Thanh một công việc. Một công việc nhỏ thôi, nhưng mà tâm lý của cổ sẽ thoải mái hơn. Tìm rồi, làm văn thư công ty bạn anh. Nhưng anh chưa có cơ hội nói với cổ. Vậy hả? Chỉ mong Thanh tha thứ cho anh. Khi sự rắc rối này chấm dứt, anh sẽ không sai phạm một lần nào nữa. Cái gì mất mới thấy quý. Khi tìm lại được, đừng đánh mất nữa nha anh Quang. Câu nói hay quá. Em giúp anh lần này được không? Anh trả ơn cho em thế nào đây? Anh sẽ giới thiệu cho em một cậu bạn trai rất là đẹp trai.
Thôi em còn thích tự do. Em uống nước đi. Thôi bây giờ em phải đi đây. Có thể là cơ quan sẽ nhờ anh giúp đỡ về vụ án đưa người ra nước ngoài này. Anh rất sẵn lòng. Ừ, em đi đây. Alo, Thanh hả? Ừ, mình có chuyện muốn nói. Ờ, công viên ven sông, chỗ hồi trước tụi mình hay ngồi đó. Ừ, mình tới liền nha. Chào anh nha. Dạ. Bao giờ mình cảm thấy thoải mái đến như vậy. Thanh nè. Ừ? Anh Quang không muốn mất Thanh về bé Bông đâu. Thanh tha thứ cho ảnh nha. Mình và bạn lúc nào cũng trái chiều hết. Bạn cá tính mạnh mẽ bao nhiêu thì mình lại an phận yếu đuối bấy nhiêu. Bạn thích phiêu lưu mạo hiểm, còn mình thì lại thích bình yên. Nhưng rồi thì sao? Rốt cuộc rồi mình cũng gặp toàn sóng gió mà thôi. Mỗi người đều có một số phận mà. Mà Thanh nghĩ sao về chuyện lúc nãy mình nói? Mình cũng đâu có muốn để cho bé Trúc nhà mình sống thiếu cha như vậy. Nhưng mình cũng còn buồn lắm. Thôi, như vậy anh Quang cũng sợ lắm rồi. Thanh bỏ qua cho ảnh đi. Nhưng mình... Bỏ đi thì dễ, quay lại thì khó đúng không? Để mình gọi cho anh Quang kia, anh qua đón hai mẹ con bạn về. Thủy à, khoan đã. Để mình gọi. Alo anh Quang hả? Em Thủy nè. Thanh tha thứ cho anh rồi đó. Qua đón mẹ con nó về đi. Có gì đâu bạn bè mà. Bye. Xong rồi đó. Mình á, chỉ muốn cho anh Quang thấy là gia đình vợ con là quan trọng như thế nào thôi. Như vậy đủ rồi. Căng quá dây đàn đứt, không có nối lại được đâu đó. Thôi, mình có việc rồi, phải về cơ quan đây. Thanh á, về nấu cho ảnh một bữa cơm thật ngon nha. Thôi được rồi, để cảm ơn bà. Bữa nào vợ chồng tôi mời bà đến nhà ăn cơm nha. Tất nhiên. Ngồi đi em. Anh Hưng chờ em lâu chưa? Anh cũng mới ngồi đây thôi à. Ước gì anh được ngồi chờ một người như Thủy suốt đời cũng được. Anh Hưng bên này lãng mạn quá ta. Thật ra anh mới lãng mạn có một tuần nay thôi à. Dạ, chị dùng gì ạ? Em muốn gì? Cho em nước cam đi. Cho một ly cam. Dạ. À, anh nói chị mới lãng mạn mấy tuần nay là sao? Em không hiểu. Trước kia thì anh khác. Nói chung là hoàn toàn khác bây giờ. Khác? Nghĩa là anh hung dữ với mọi người hả? Ừ. Trái lại á, anh rất là ít nói, chỉ nói chuyện công việc thôi.
em uống đi. Từ khi em tới cơ quan đến giờ, anh cảm thấy cuộc đời sao tươi đẹp hơn. Nhất là anh muốn được ngồi gần em và nói chuyện với em. Em cũng vậy. Nhất là trong công việc, nếu mà không có anh, em cũng không biết phải làm sao nữa. Em không được làm vụ đưa bán đi nước ngoài nữa rồi. Em buồn lắm. Chúng ta vẫn làm vụ này chứ, nhưng ở tầm xa và chuyên sâu hơn. Anh thấy thủ trưởng Hòa nói đúng. Đằng sau những người chạy lăng xăng là phải có một tay chỉ đạo tầm cỡ. Từ bữa chú Hòa nói em bị lộ mặt nên phân công người khác, em cứ thấy buồn sao á. Nhiều tối về nhà em không có ăn cơm luôn. Để rửa phụ cho. Thôi thôi thôi, anh đi ra ngoài nghỉ đi, để em làm cho. Sắp xong rồi. Bữa nay anh muốn rửa chén phụ em mà. Thôi đi để em làm cho. Mà làm gì bữa nay ham rửa chén dữ vậy? Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười. Bữa nay anh vui lắm. Anh nói có thiệt không đó? Anh nói thiệt mà. Những ngày qua thật là khủng khiếp đối với anh. Nhưng chỉ cần tiếng cười của em, cái nhìn của em, anh cảm thấy như mình... Mình sao? Như mình được tha thứ, như là mình mới yêu nhau vậy đó. Trời ơi, hôm nay sao anh nói chuyện hay quá vậy? Vậy thôi bây giờ anh giúp em ha. Em rửa chén còn anh úp. Tuân lệnh bà xã. Sao cậu không chạy kiếm khách mà ngồi ngoài cả tiếng vậy? Cậu chờ mới nào phải không? Dạ, con chờ mấy cô trong nhà trọ coi có đi đâu không. Chạy lang bang ngoài đường tốn xăng lắm. Trời ơi, mấy cô trong nhà trọ có đi thì đi từ chiều, chứ giờ này khuya lắc không còn ai đi nữa đâu. Thôi cậu về đi. Dạ, con tính vớ cứu chót cô à. Thôi, cậu đi về sớm đi, đặng mai còn chạy xe sớm nữa. Dạ, thôi con về. Làm gì vậy? Sao không ngủ đi? Còn sớm à? Hơn 12 giờ rồi chị. Mình đi đi. Cái con này đi đâu mà nôn dữ vậy? Trời ơi, tao buồn ngủ à. Thôi đi đi chị ơi. Đi thì đi. Thank you.
Ủa, đi đâu vậy chị? À, cho tôi tới khu vườn sinh thái. À, hôm bữa em thấy nhà trọ đông lắm mà, sao hôm nay vắng vậy chị? À, tôi nói về quê hết rồi. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 30 ngàn. Sao mắc quá vậy? Bữa trước đi có 20 ngàn à. 20. Dạ em cảm ơn. Ê, chị có chuyện gì nữa vậy trời? Cho em hỏi thăm, hôm bữa có chị xinh xinh mà đẹp, hình như chị tên Trinh. Chị có đi làm không chị? Trinh à, nó sợ công an bỏ trốn về quê rồi. Mà hỏi nó có chuyện gì vậy? À, tại hôm bữa chị còn thiếu em 20 ngàn tiền xe. Bỏ đi, có 20 ngàn mà thuê tới đây đòi đó hả? Ờ, vậy lát nữa chị có quay ra không? Không biết nữa, thích chờ thì chờ. Dạ. Đi sớm như người đẹp. Chào má. Con Trinh sao rồi? Dạ, nó đi rồi. Cô có thấy ai theo nó không? Dạ không. Tốt lắm. Bữa nay có đứa nào hỏi, con phải nói là nó sợ công an, nó trốn rồi biết chưa? Dạ. Thôi, đi ra ngoài lo sắp xếp về quán đi. Nè, nghe má dặn nè. Con nhớ nói với mấy đứa con gái là cẩn thận mấy thằng khách lạ nghe chưa? Lạ mà rủ đi dù là không có đi nghe chưa con? Con buồn ngủ quá à. Thức suốt cả đêm con mệt mỏi quá má. Gì nữa đây mẹ? Đi làm đi. Con đi làm nha má. Bọn buôn người này đã hoạt động từ lâu. Chúng đưa người theo nhiều đường ra biên giới. Họ có cái mối khách hàng khá vững chắc như là ở Đài Loan, Hồng Kông. Vụ này chỉ là một vụ thua đầu tiên của chúng. Tôi tin là chắc chắn bọn chúng sẽ làm lại. Dạ không, tất cả là cô Diễm Hằng. Theo em được biết, cô ta giữ rất nhiều bí mật về quan và những người liên quan đến đường dây buôn người. An về kìa. Vô đi. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ngồi đi. Có chuyện gì báo cáo đi. Báo cáo thủ trưởng, Trinh bỏ đi đêm qua trong lúc tôi đang chờ vị trí, do lỗi của tôi. Vậy sao cô biết cô ta bỏ đi? Dạ thưa, tôi dò hỏi người đi chung với Trinh. Đó, đồng chí Hưng thấy chưa? Chúng bắt đầu bịt tất cả các đầu mối. Chúng cho những người có liên quan đến vụ việc mà ta biết đều nghỉ việc. Trinh chỉ là... mà thôi. Tóm lại là cô Trinh không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta phải thâm nhập vào đầu mối mới là quan trọng. Tìm cho ra kẻ nào là đứng đằng sau cái vụ này. Dạ, thủ trưởng nói đúng. Đồng chí làm tốt lắm. Bữa nay nghỉ ngơi đi. Có lệnh gì á, đồng chí Hưng sẽ báo cho đồng chí biết. Rõ. Việc xâm nhập vào đầu não của chúng, đồng chí bàn với Thủy
rồi báo cáo với tôi nghe. Dạ. Uống đi anh. Chào anh. Mời anh vô. Của anh nè. Anh ngồi xuống đây nha. Lâu lắm anh mới quay lại. Sao lúc này tuyển đâu ra nhiều em đẹp quá vậy em? Toàn gái dưới quê mới lên. Với sinh viên không đó. Anh cần mấy em? Để anh coi. Anh chọn em nào? Em áo xanh hay em áo trắng? Thấy chưa? Em nào cũng mơn mởn không à. Em nào cũng đẹp hết. Để từ từ em. Anh uống gì? Cho anh ba ba đi. Lily, lấy cho chị bia ba ba đi em. Anh, chào anh. Chị em Lily này không? Anh chịu luôn cả hai thì sao? Được thôi, Lily, vô ngồi với ảnh đi em. Anh ăn gì? Cứ để từ từ đi em. Cô Bi đi. Anh này, đẹp trai mà sao hiền quá à? Em tên gì? Em tên là Hoa, Thi Hoa. Tên của em đẹp lắm. Tháng trước á, anh có tới đây. Anh có quen cô Hằng, Diễm Hằng. Sao bữa nay không thấy cổ? Má nó chết, nó về quê rồi. Cô ấy thiệt đẹp mà lại gặp hoàn cảnh như vậy, tội nghiệp quá. Nói vậy bộ em xấu lắm hả? Không, em đẹp khác, Hằng đẹp khác. Bây giờ làm sao mà gặp được người trong mộng của anh đây? Em có biết nhà Hằng không? Em không có biết nhà. Em sẽ cho địa chỉ. Em nói cho anh đi, hay em ghi vào miếng giấy cũng được. Khui bi cho anh hai đi em. Dạ. Cứ ngồi đó hoài. Rót em nữa chứ. Anh uống có một lon mà hỏi như công an điều tra vậy đó. Uống đi anh. Bộ nhìn anh giống công an lắm hả? Ý em nói uống có một lon mà hỏi giống như công an điều tra vậy đó. Anh hiểu rồi. Anh ghét nói hai chữ công an, nhất là lúc uống bia đó nghe. Dạ. Lily, khui bia thêm nữa đi. Dạ. Anh, uống đi. Sao, giờ cho địa chỉ người đẹp của anh được chưa? Anh uống hết đi rồi em nói cho anh biết. Em nhớ rồi. Ở ấp 9, xã Long Đại, cây lậy. Tỉnh nào ta? Cây lậy là ở Tiền Giang. À đúng rồi. Em không chỉ anh. Em chỉ nhớ ai không à. Thôi anh uống đi. Uống đi anh. Lily, dạ ly với anh đi. Anh. Trời, từ từ, làm gì khui dữ vậy em? Uống đi anh. Không khui á, anh không uống, tụi em bị la làm sao? Anh uống hết đi. Uống. Uống đi anh. Uống đi anh. Uống nữa đi anh. Hết đi anh. Uống hết đi anh. Lily, em lo cho anh hai đi nha.
Dạ, xin phép anh em đi. Uống đi anh, uống tiếp đi. Uống đi anh. Uống nữa đi anh. Thôi, anh sai rồi. Tính tiền giùm anh đi. Dạ, của anh tổng cộng là 1.300.000 đó anh. Ủa, bao nhiêu? Dạ, 1.300.000 đó anh. Hả? Cái gì dữ vậy em? Dạ, không có mắc đâu anh ơi. Tụi em còn trừ tiền điện, tiền nước nữa. Đây. Anh, còn em cho em thêm tiền bon nữa đi. Nè, anh được 1.500.000. Bon luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Sao rồi? Lâu vậy? Tôi uống 13 lon mà nó tin 1.300.000. Tôi ngồi một hồi nữa nó lột quần tôi luôn quá. Vậy có lấy được địa chỉ của hàng không? Rồi. Có như vậy mới không uổng công ông với tôi chứ. Em là con gái à, ha, à, ha, à. Má Hoàng. Quỷ cái, mày làm cái gì vậy? Theo tao. Vậy là công an đã bắt đầu đánh hơi rồi nghe chưa? Dạ. Giờ phải làm sao hả đại ca? Mày ngu lắm. Chỉ tài giả bộ làm BD thôi. Trời ơi, em BD thiệt mà. Đứng đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi Tiền Giang kiếm con Hằng, vì con Hằng rất quan trọng đối với chúng. Dạ. Mày cho người đón tụi nó ở gần nhà con Hằng. Dạ, em sẽ cho đàn em đi ngay. Đi đi. Dạ, thưa đại ca em đi. Theo đồng chí thì địa chỉ của cô này đáng tin cậy không? Dạ, tôi tin. Không lẽ tên trùm này lại bịa cả địa chỉ của Hằng ra, chờ chúng ta đến để đối láo sao? Ta cảnh giác địch thì địch nó cũng biết cảnh giác ta. Đồng chí phải nên cẩn thận. Dạ. Vậy xin thủ trưởng cho ý kiến chỉ đạo. Vô đi Thủy. Chào thủ trưởng. Chào anh Hưng. Ngồi đi em. Hưng vừa được có địa chỉ của Hằng. Tôi với đồng chí Hưng đang suy nghĩ đây là địa chỉ thật hay địa chỉ ma. Dạ. Tuy không đáng tin cậy nhưng
ta cũng phải đến. Nếu sai thì chứng tỏ là chúng cũng có chuẩn bị. Và nhận định của chúng ta là đúng. Dạ. Thôi, hai đồng chí về chuẩn bị đi đi. Dạ.